À, cô chào con có thể giới thiệu một chút về bản thân mình không nhỉ? Em tên là Tô Anh Vũ, em đang đi lớp 4, em học trường tiểu học Cao Đại. À rồi, sau 3 buổi con học ở tại trung tâm ngoại ngữ Phương Lan thì con có thể cho cô xin một chút cảm nhận được không nhỉ? Em cảm thấy rất vui và hiểu các câu chữ Anh. À, thế cô giáo dạy như nào con nhỉ? Cô giáo dạy rất dễ hiểu. Còn gì nữa không nhỉ con nhỉ? Và cô giáo đọc hay. À rồi, cô cảm ơn con nhé. Vâng.